Thì xin chào cả nhà, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái cách để mà làm cái bắn sói bằng ống 90 nè. Ống 90 thì bây giờ mình sẽ cắt một cái rãnh như thế này ha. Đầu cắt một cái rãnh như thế này. Cái này mình cắt cỡ 2 phân tới 3 phân ha cả nhà. Làm sao mà đúc vừa cái máy to được rồi, cái máy to cái rãnh to nó là 2 phân rưỡi, mình cắt tầm cỡ 2 phân rưỡi tới 3 phân ha. Đúc tí nhỏ mình lấy mũi nhỏ. Đây mình cắt một đường dài luôn, dài mình đưa lên. Bắt đầu mình sẽ dùng tay mình rút cho cái máy to nha cả nhà. Thì ở đây mình hàn cái máy to này, mình lập to xong rồi thì bây giờ mình sẽ hàn những cái cây cái xiên ha. Cái xiên này nè, mình sẽ xiên xéo để mà dằn cái chiều ngang nha, chiều ra chiều vào thì nó đã chịu lực bên tường nè, tường nó giữ với ngoài cái cột giữ rồi, mình sẽ dằn chiều ngang vừa dằn to vừa dằn cái những cái xiên này ha, nó rất là cứng. Thì xiên này thì mình lấy chiều rộng của nó là tầm 38, phủ bì 38. Mình làm vuông 3, phủ bì 38 ha. Thì cái khoảng này là tầm 2m8, 2m82. Thì mình chia cái những cái ô xiên này nè, tầm từng 70 tới 80 là đẹp hết cả nhà. Nhỏ quá cũng xấu, mà lớn quá cũng xấu nha. Tầm 70 tới 80. Ở đây mình chia 4 ô ha. 4 ô. Nó sẽ chạy đều hết nha cả nhà. Thì ở đây mình làm xiên xong mình sẽ dùng cây sắt ha. Đây, sẽ quay cho mọi người thấy một cây sắt 10 nè. Cây sắt 10 mình xỏ qua ha. Khoan, đổ cây sắt 10 qua luôn. Bắt đầu mình gá cái cung kẹo lên mình hàn vô ha cả nhà. Đây thì bây giờ mình đang lên cái bắn sói ha cả nhà. Đang ấp bắn sói vô. Mình chụp kẻ mình gửi nó vô, bắt đầu mình sẽ bắn dít lên ha. Dít cho nó dính lên cái má cái con nha cả nhà. Này, cái ống chỗ này thì mình sẽ làm ống thoát chỗ này nha cả nhà. Đối với cái máy này thì khi mà mọi người làm cái ống mình là người làm cái ống máng sói 90 á, mọi người phải làm cái máng cái ống thoát là cũng phải 90 luôn nha, nó mới thoát kịp ha. Đây 90 mình chạy từ trên xuống dưới nè, từ trên xuống dưới âm xuống nền mình cho ra ngoài ao ha, nó mới thoát kịp nha cả nhà. Nó không chạy. Đối với bắn sói này thì nhìn nó sẽ gọn ha, nó rất là gọn nè.
không mọi người thấy cực kỳ gọn nha. Thì cái hàng cột của mình khi làm thì mình căng, nó sẽ căng dây trên dưới. Mình sẽ dựng hai cái cột đầu tiên. Đây, mình sẽ dựng cái cột này với lại cái cột cuối kia ha. Rồi mình căng dây mình làm hai cái cột giữa nha. Thì ton đổ á, thì mình xài cái ton chuyên dụng của nó. Nó sẽ có loại ton mà để mà đổ dùng để đổ cột á, đổ cục tròn á, là nó sẽ ton nó rất là mỏng ha. Đây, mọi người đổ thì nó sẽ láng như vậy nè. Thì làm này thì rất là rộng ha cả nhà. Cái cột ngoài đó cái chiều cao của cột là tầm khoảng 3 mét 3 mét 3 mét rưỡi.